Cập nhật tin nóng, mail gửi cho Fauci giải thích cách mà trị virus được tạo ra. Chào Anthony, đây là cách tạo ra virus. Sự kết hợp của Intervirion HIV-luc ACE2 500 nanogram of P24 đã được trộn lẫn với 1000 nanogram của P24 của các hạt HIV-gfp đã nhúng vào giấy gói ASLV-A protein SARS-CoV hoặc cả hai phong bì PBS ở mức 4 độ C cho 30 phút để cho phép gắn kết. Các mẫu đã được đưa lên 37 độ C trong 15 phút để cho phép tái phát phù hợp. Các virion đã được điều chỉnh độ pH như mong muốn với axit citric 0,1 mpbs, TPCK-tripsin tập trung cuối cùng 10 tương đương tgian, CTSL, Catepsin B, CTSB tập trung cuối 2 tương đương tgian, hoặc CTSL swab một mình. CTSL, hệ thống R và D, được kích hoạt bởi ủ trong 15 phút ở mức 10mg, ml trong 50mm, pH 6,0, trên băng. Hệ thống CTSB, R và D, được kích hoạt trước trong 25mm, 5mm OTT pH 5,0, trong 30 phút ở 25 độ C. Sau khi ủ 10 phút ở nhiệt độ 25 độ C, proteolyte đã bị ngắt quãng khi bổ sung 300ml DMEMIO với LPEP trong 25mg ml và TSI 75ml ml. Các virion sau đó được ủ ở nhiệt độ 37 độ C trong 30 phút để cho phép tạo màng hình. 100ml hỗn hợp virion đã được bổ sung vào quadruplicate vào tế bào HeLa trong 1 giờ với LPEP 20 tương đương tgian ml. Tế bào bị nhiễm trùng vòng quay và ủ ở nhiệt độ 37 độ C trong 5 giờ.